Ngọc Oanh cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn ảnh của Nét Việt TV, và bây giờ xin phép được trở lại với nhạc sĩ Hilson Hiếu Nguyễn từ phòng mạch Majestic Dance Studio. Dạ thưa chị Ngọc Oanh và cũng kính thưa quý vị, hồi nãy thì Hiếu cũng có cho quý vị biết là rất là tiếc là văn phòng không có nhận Medi-Cal hoặc là bảo hiểm của chính phủ hoặc là những cái Obamacare, là bởi vì nó thuộc về những cái HMO nghe quý vị nha. Có nghĩa là quý vị phải có bác sĩ ở thuộc về trong những cái organization đó, tức là trong những cái phần của ở dưới cái plan của quý vị. Thì Hiếu nghĩ rằng là trong khu vực San Jose của mình thì cũng có rất là nhiều nhạc sĩ cũng rất là giỏi tay nghề, cũng nhận Medi-Cal. Thì có nhiều quý vị cũng thắc mắc là tại sao văn phòng đã nhận mà Hiếu không có nhận. Thì hồi nãy Hiếu có nói đó, nếu mà họ nhận thì chắc chắn là cái cách làm việc của họ nó cũng khác với lại văn phòng Majestic Dental Studio. Thành ra nếu mà quý vị có cơ hội và nếu mà quý vị muốn thử để mà đến với văn phòng để coi cái cách làm việc như thế nào, để mà quý vị có thể thấy được cái sự khác biệt, thì Hiếu nghĩ rằng là quý vị sẽ rất là hài lòng. Là bởi vì khi mà Hiếu làm thì quý vị sẽ chắc chắn là quý vị sẽ thấy rằng là một cái sự quan tâm tới nơi tới chốn, để mà quý vị có thể yên tâm rằng là ô cái người này họ trong cái khoảng thời gian đó là coi như rằng là bác sĩ, coi như chính bản thân Hiếu hoặc là bác sĩ Ken cũng vậy, có thể đến để mà có thể nói chuyện với quý vị và sẽ chăm sóc cho quý vị và cho quý vị biết là cần làm như thế nào. Còn riêng tới vấn đề giống như Hiếu nói đó, là nếu mà quý vị không có bảo hiểm thì hoặc là quý vị có Medi-Cal nhưng mà văn phòng không có nhận, thành ra nếu mà quý vị muốn đến thì quý vị cũng có thể là trở thành hội viên. Khi mà quý vị trở thành hội viên thì quý vị thấy cái sự lợi ích nó là như vậy. Chắc chắn rằng là bất cứ lúc nào mình đâu có biết được, giống như quý vị mua medical cũng vậy, bảo hiểm medical mình đâu có biết khi nào mình bệnh đâu, phải không? Thành ra bây giờ dental cũng vậy, khi quý vị là hội viên đó, bất cứ lúc nào trong cái khoảng thời gian quý vị là hội viên mà nếu quý vị bị đau nú nè, quý vị bị đau răng nè, mà quý vị bị mẻ nè, quý vị bị cái vấn đề gì đó mà quý vị khó chịu, quý vị không biết tại sao, quý vị có thể gọi văn phòng, rồi văn phòng sẽ lấy cái hẹn cho quý vị, văn phòng sẽ chụp hình x-ray cho quý vị và văn phòng sẽ khám miễn phí cho quý vị. Quý vị không có tốn thêm một đồng nào hết. Chứ nếu mà quý vị đi tới bất cứ văn phòng nào, cho dù quý vị có Medi-Cal hoặc là quý vị có bất cứ cái bảo hiểm nào, nhưng mà nếu mà nó có hạn chế, một năm quý vị chỉ có thể đi emergency một lần thôi, nếu quý vị đi 2-3 lần thì bắt đầu họ phải tính tiền quý vị. Thì đối với văn phòng Majestic Dental Studio, nếu quý vị là hội viên á, mà trong cái khoảng thời gian đó mà quý vị bị bất cứ vấn đề gì, không cần biết là bao nhiêu lần, mà quý vị cần đến để mà Hiếu hoặc là bác sĩ Ken có thể khám cho quý vị, thì quý vị không có tốn thêm đồng nào nữa hết. Đó là cái lợi ích mà Hiếu nghĩ là quý vị có thể hiểu được, là giống như là mình có một cái người nha sĩ gia đình gì đó, mà mình biết là nếu mà mình cần khám thêm thì mình không có tốn tiền. Chắc chắn là khi mà quý vị cần trám, hoặc quý vị cần làm một cái crown, hoặc là quý vị cần làm cái cầu răng hay là cái gì đó, thì chắc chắn cái đó là cái phần là quý vị sẽ trả thêm, và văn phòng sẽ cho quý vị biết là quý vị sẽ trả thêm là bao nhiêu, rất là chính xác, chứ không có phát sinh điều gì hết, để mà quý vị có thể biết rằng là tốn kém bao nhiêu để mà quý vị có thể sắp xếp. Bởi vì Hiếu biết rằng là vấn đề tài chính khi mà mình làm một cái crown hoặc là một cái cầu răng hoặc là mình làm một cái implant, quý vị, cái tốn kém nó rất là nhiều. Thành ra nó cũng đòi hỏi một cái thời gian để mình có thể mình sắp xếp vấn đề tài chính cho những quý vị nào mà cần phải có một cái sự sắp đặt thì mình mới có thể mình làm được. Dạ vâng. Rồi có những cái câu hỏi như thế này, thí dụ như là có nhiều quý vị có bảo hiểm PPO, dạ, thì chắc chắn là PPO là chỗ nào cũng có thể nhận được. Thì ở thí dụ như họ ví dụ chẳng hạn có một người đi, bây giờ tại vì là đang là đầu năm thì dạ, cái chuyện đó thì nó cũng đơn giản. Có những quý vị chẳng hạn như là chỉ còn vài tháng nữa là hết năm, thì họ lúc này họ đã từng đi làm một cái người nha sĩ nào của họ rồi và họ không cảm thấy hài lòng, thì họ muốn chuyển qua bên văn phòng Majestic Dental Studio, thì cái vấn đề nó sẽ như thế nào thưa nha sĩ? Dạ thưa chị Ngọc Oanh và cũng kính thưa quý vị, khi mà quý vị có bảo hiểm PPO đó quý vị, có nghĩa là quý vị có thể chọn bất cứ cái người nha sĩ nào, bất cứ văn phòng nào, thì quý vị có thể chuyển bất cứ lúc nào. Cái vấn đề quan trọng là một năm mình chỉ được maximum là bao nhiêu đó, thì bây giờ mình đã đi văn phòng đó rồi, mình đã xài bao nhiêu, mình còn lại bao nhiêu, thì cái đó cái văn phòng mới đó họ sẽ kiểm cho quý vị, họ sẽ check cho quý vị để cho quý vị biết là quý vị còn bao nhiêu và quý vị có thể làm được cái gì. Và nếu mà quý vị ra khỏi cái phần đó đó thì quý vị có muốn làm hay là không, hay là quý vị muốn chờ tới sang năm, cái điều đó là văn phòng phải giải thích và hướng dẫn cho quý vị, thì chắc chắn là không có vấn đề gì hết đó. Chỉ có điều rằng là đôi khi đó có một số người sau khi cái người nha sĩ họ làm rất là nhiều rồi, sau đó họ cho biết rằng là bảo hiểm chỉ còn nhiêu đây và bây giờ còn lại là cái người đó phải chịu trách nhiệm, thì cái chuyện đó là nó không có đúng. Là bởi vì trước khi mình làm á, là mình làm trong cái khoản cho phép của cái bảo hiểm, và nếu mà mình đi qua khỏi cái phần đó là mình phải cho cái người bệnh nhân biết
trước khi mình làm, để mà cái người bệnh nhân đó có thể quyết định rằng là tôi có muốn tiếp tục hay là không, hay là tôi sẽ chờ qua tới sang năm. Và dĩ nhiên chắc chắn là khi cái người nha sĩ mà họ trị cho quý vị đó, là họ phải biết rằng là quý vị cần cái gì trước, tức là sau, nhưng mà nó cũng có nhiều cái extent, tức là nó cũng có nhiều cái mức độ trầm trọng của nó, có nghĩa là sau nhiều hay sau ít. Nếu mà sau nhiều mà mình chỉ còn nhiêu đây thôi thì mình cố gắng mình lo những cái phần sau lớn nó đi, để mà mình đừng có bị đau, mình đừng có bị nhức, và nó đừng có làm quá to ra rồi nó ảnh hưởng tới cái phần tủy của cái răng, quý vị thấy không? Và nếu mà cái người nha sĩ mà họ biết cách chăm sóc và họ biết cách trị liệu đó, thì họ sẽ giúp cho quý vị rất là nhiều trong cái phần mà cho phép, trong cái phần bảo hiểm. Chứ không mấy là quý vị đó cứ năm này qua năm nọ không bao giờ đủ, mà quý vị cứ tiếp tục lấy chỉ máu, quý vị cứ tiếp tục làm mẫu răng như vậy thì nó không có tốt cho quý vị. Mà khi mà làm như vậy, quý vị sẽ sanh ra quý vị rất là chán, quý vị rất là nản, là bởi vì quý vị cứ bị đau đêm đau ngày, quý vị từ năm này qua năm nọ quý vị cảm thấy là không bao giờ dứt, rồi quý vị bỏ luôn. Thì như vậy là chỉ có hại cho mình thôi, chứ không có lợi điều gì hết. Chắc chắn rằng là nếu mà mình không thích người nha sĩ này, hoặc là mình không thích cái cách trị liệu, hoặc là mình không thích cái văn phòng này, thì quý vị lúc nào cũng có thể thay đổi nha sĩ, lúc nào cũng có thể thay đổi cái cách trị liệu. Quý vị không có cần phải xin phép hãng bảo hiểm hay gì hết. Quý vị cứ việc đến văn phòng nha khoa mới đó, và họ sẽ check cho quý vị, và họ sẽ nhận quý vị giống như là một cái người bệnh nhân chưa bao giờ từng đến văn phòng đó hết, và họ sẽ lên một cái chương trình cho quý vị biết. Tại vì quý vị lần trước Hiếu có nói cho quý vị biết đó, cái cách trị liệu lý tưởng là như thế nào, không biết quý vị có còn nhớ hay là không. Thì cái cách trị liệu lý tưởng giống như Hiếu có nói đó, trước hết mình bị đau là mình phải giải quyết cái phần đau đó trước hết, rồi sau đó mình phải giải quyết cái phần nú, rồi cái đó mình lại phải giải quyết vấn đề bị sâu răng, rồi sau cuối cùng mới là vấn đề thẩm mỹ nè, những cái đề răng hàm giả lấy ra lắp vô, cái đó là cuối cùng hết. Là bởi vì những cái phần đó là những cái phần có thể nói là tạm thời chưa cần thiết, mà mình cần phải giải quyết những cái vấn đề đau đớn nhất trước. Và cái kế tiếp là mình đang bị sâu nhiều quá, là mình phải kiểm soát cái vấn đề bị sâu. Rồi cái người nha sĩ phải nói chuyện cho mình, phải cho mình những cái lời khuyên, cái cách chăm sóc răng như thế nào, để mình đừng có tiếp tục bị bệnh nú, và mình đừng có tiếp tục mình bị sâu, và mình phải ngăn ngừa, và phải cho mình những cái toa thuốc và những cái cách trị liệu, và phải làm như thế nào. Thì có như vậy vậy đó, quý vị mới có thể giữ được răng cho mình nó tốt hơn, nú của mình nó sạch sẽ, nó khỏe hơn. Chứ nếu mà quý vị cứ đến văn phòng rồi quý vị đi về cũng bỏ ra 2-3 tiếng làm như thế này như thế nọ, năm này qua năm khác, mà quý vị không có thấy cái sự thay đổi gì hết, răng của mình nó vẫn không bao giờ nó đẹp tới cái mức độ mà mình muốn, thì quý vị sẽ rất là chán, quý vị sẽ rất là nản, rồi từ đó quý vị bỏ đi luôn. Mà trong khi đó quý vị có bảo hiểm nè, thành ra Hiếu thấy cái đó là không có nên. Dạ vâng, nói về cái vấn đề có bảo hiểm, Ngọc Oanh thấy rằng là có rất là nhiều quý ông, mình nhất là các ông quý vị thấy rằng là thường thường rất là lười cho cái vấn đề mà đi check up về sức khỏe nói chung, chứ đừng nói chi đến cái vấn đề mà răng cỏ thưa quý vị. Thì Ngọc Oanh thấy rằng là nhất là các ông có bảo hiểm dental medical mà nhất định không có đi khám, thì Ngọc Oanh nghĩ rằng là các bà phải có trách nhiệm, phải thúc giục các ông. Tại vì nói rằng là nếu mà các ông mà không có chịu đi làm răng sạch sẽ đó, là tôi sẽ không cho mấy ông kiss tôi đâu. Tại vì Ngọc Oanh được biết rằng là nếu mà cái hàm răng không được đẹp, hơi thở không được thơm tho, thì quý vị thấy rằng là cái vấn đề mà quan hệ giữa hai người khác phái cũng là một cái vấn đề cũng phiền phức lắm, phải không thưa quý vị? Yeah. Nha sĩ có nghĩ như vậy không? Dạ thưa chị Ngọc Oanh, cái đó là một cái vấn đề rất là nhạy cảm, quý vị thấy không? Đôi khi chị Ngọc Oanh cũng biết là cũng rất là khó, mặc dù vợ chồng đi, hoặc là tình nhân đi, hay là bất cứ cái điều gì cũng vậy, thân thiết cỡ nào đi nữa, Hiếu nghĩ rằng là ngoại trừ là vấn đề là con cái cha mẹ thì mình còn có thể nói được. Chứ Hiếu thấy là cái đó một cái vấn đề rất là nhạy cảm quý vị, và nó rất là tế nhị. Đôi khi nói ra Mỹ thì nó rất là thẳng, coi như là có gì là nói nấy liền, hoặc là không chấp nhận, không thích là sẽ cho quý vị biết liền. Nhưng mà cái người Á Đông mình lại khác, nhất là mình là Hiếu lớn lên thì dĩ nhiên là trong một cái khuôn khổ, thành ra đôi khi nó rất là khó. Hiếu nghĩ rằng là ý thức được thì cái đó là quá tốt rồi. Mà Hiếu nghĩ rằng là nếu mà mình tinh tế, đàn ông hay đàn bà gì cũng vậy hết, nếu mà mình tinh tế thì mình sẽ biết được rằng là cái người đối diện với mình có một cái vấn đề gì với hơi thở, hoặc là khi mà mình nói chuyện, hoặc là khi mình có những cái cử chỉ thân mật, đúng không quý vị? Hiếu nghĩ rằng là mình phải nắm bắt được cái vấn đề mà mình không chịu làm, hoặc là mình không có chịu đi chăm sóc. Hiếu nghĩ rằng là vấn đề đó có thể là vấn đề thời gian, hoặc là vấn đề thói quen. Quý vị không có được những cái
thói quen đi định kỳ hay gì thôi, chứ không nghĩ rằng là ai mà không thích sạch sẽ không anh, đúng không? Ai cũng thích có được một cái sức khỏe tốt, một cái hàm răng tốt, một cái hơi thở thơm tho. Nhưng mà nếu cái bất cứ điều gì cũng vậy trong cuộc sống, mình muốn khỏe là mình phải làm việc, là mình phải có một cái hành động để mà mình có thể một cái kế hoạch. Chứ bây giờ đâu phải tự nhiên mà răng nó tốt được, quý vị phải đánh răng ngày 2 lần, quý vị phải floss, rồi quý vị phải rinse, rồi nếu quý vị có những cái bệnh hoạn vì về vấn đề răng miệng là mình phải chữa trị thôi. Chứ nếu không ấy thì không bao giờ, nó chỉ có đi xuống thôi quý vị, chứ không thể nào đi lên. Dạ vâng, chắc chắn rồi thưa quý vị. Do đó nên Ngọc Anh cũng như là nha sĩ Hilson Hiếu Nguyễn đây trong cái chương trình Hàm răng khỏe nụ cười đẹp á, là đây là một cái lời mà nhắc nhở quý vị. Có thể quý vị thấy rằng trời ơi, cứ tuần nào cũng nói về răng miệng như vậy hoài, nhưng mà thực sự quý vị biết rằng là mưa lâu thì thấm đất. Thưa quý vị, có thể trước đây quý vị cảm thấy không quan trọng cái hàm răng quý vị, nhưng mà qua chương trình này quý vị sẽ cảm thấy cái tầm quan trọng của cái răng của quý vị, sức khỏe răng của quý vị và cái nụ cười của quý vị. Ngọc Anh rất là mong chương trình này sẽ đem đến cho quý vị những kiến thức hữu ích trong vấn đề phòng chống răng miệng, cũng như là giúp cho quý vị có được một cái hàm răng khỏe và nụ cười đẹp. Một lần nữa cảm ơn nha sĩ Hilson Hiếu Nguyễn đã đến trong chương trình này, và cảm ơn sự theo dõi của quý vị rất nhiều. Chúc quý vị luôn khỏe, trẻ và yêu đời. Xin kính chào tất cả quý vị.